Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay trên đầu dây điện thoại chúng tôi có ông Trần Dần từ California. Xin chào ông Trần Dần ạ. Trân trọng kính chào luật sư Trịnh Quốc Thiên. Hiện tại tất nhiên tôi cũng tự giới thiệu cho tôi. Tôi là đệ nhất nhà tiên tri vũ trụ người Trần Dần. Vâng, chúng tôi cũng biết rằng là trong thời gian qua ông Trần Dần có một cái áo rất đặc biệt, thì ông có thể nói sơ về cái áo đó như thế nào áo, thưa ông? Cái áo đó là cho người bên vấn đề mà tất nhiên vấn đề tôi cầu nguyện vấn đề Chúa Giêsu, vấn đề mà chi game xong cái người đó là có người tặng tôi không thể nói ra người đó tên người đó được. Nhưng mà người đó cấp cao cấp thấp, người đó là dân thường hay như thế nào, dù ông không nói người tên. Đó là đẳng cấp, là có thể đó là chính là tối cao của vấn đề nước Việt Nam, lãnh đạo. Là một lãnh đạo đã tặng ông Trần Dần. Đúng. Và ông khẳng định đây không phải là áo mua ở ngoài chợ đúng không? Trời đất ơi, tôi đưa cho anh Phố Bù Sa coi nè, đưa cho trái đất coi đàng hoàng, tặng phẩm. Không thể, có nhiều khán thính giả thắc mắc đâu biết vàng thau lẫn lộn thưa ông. Tôi hỏi quý vị dễ lắm, quý vị cứ gỡ email lên tòa mình ông, phải ông Trần Dần là ai? Ở đây quý vị nên nhớ tất cả những, quý vị nên nhớ tất cả những học bầu đó nào quý vị không có thể lấy lãnh tụ của nước Mỹ ra, nhất là người ta không cho quý vị một chức tước gì hết. Quý vị tự xưng tự sướng, tự quý vị sẽ ở bị sợ tòa mình ông, sẽ là hỏi dí và đưa quý vị ra tòa. Nếu quý vị vấn đề bệnh tâm thần, nó sẽ cho quý vị vô bệnh viện tâm thần để mà chữa trị, chứ không có lấy lãnh tụ của nước Mỹ ra đùa giỡn được. Tôi nói cho quý vị nghe, ở đây một cái hốc bờ tố nào, xin lỗi, ở tòa mình đóng đều biết hết. Đừng có nói ở đây mà mượn danh, mà dám nói đệ nhất quốc sư Hoa Kỳ, cố vấn tối cao của Tổng thống, không được đâu. Tôi nói quý vị nghe, quý vị cứ tìm hiểu. Kể cả Tam Chú Bút tại sao đổi chữ ký, cái đó là do tôi có sứ mạng của Thượng Đế Đức Chúa Giêsu. Tôi sẽ giúp nước Việt Nam sẽ có vấn đề chống lại Trung Quốc. Phát chứ. Vâng, nhưng mà người ta thắc mắc là với cái áo đặc biệt đó thì ông có dám đi ra ngoài phố Bonsa, phố Cali không? Nào bữa đó có thằng gọi điện thoại cho tôi, nó giấu số điện thoại. Nó nói lên bắn tôi nói mày lên đi, mày cho tao biết ở chỗ nào tao lên cho mày bắn. Chốt mẹ nó luôn, ở đời có lực pháp. Tôi chỉ cần nhấn một cái là trời FBI, CIA là trong đó rồi. Đừng có nói vấn đề ở đây không có lực pháp nha. Đúng, ông Trần Dần nói nước Mỹ này có lực ở đây mà ông thăm bắn tôi cái cho số điện thoại là tôi bấm cái là có người lợi giấc ông liền. Tôi nói cho tao địa chỉ tao lên cho mày coi. Ở đây tôi sợ ai? Tôi theo lực pháp của nước Mỹ, tôi theo vấn đề chiều gió của nước Mỹ, tôi theo quyền lợi của nước Mỹ, tôi theo tổng thống của nước Mỹ, tôi biết tổng thống của nước Mỹ và tất cả tổng thống sau này sẽ làm những gì để mà thực hiện. Vâng, cảm ơn ông Trần Dần.